Mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Và ngày hôm nay Yubi sẽ quay một video để review một loại mặt nạ đang hot hot nhất thị trường. Đây chính là loại mặt nạ mà Yubi đang nói đến. Loại mặt nạ này là mặt nạ cá hồi. Sản phẩm này được sản xuất ở Hàn Quốc. Và đây là một sản phẩm của Derek Beauty Hàn Quốc. Một hộp như thế này thì có 10 gói mặt nạ. Và trong mỗi gói mặt nạ như thế này thì sẽ có một miếng mặt nạ. Mặt nạ này thì Yubi đã bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Và bây giờ Yubi sẽ test thử. Mặt nạ này có những thành phần như là nước biển sâu, tinh chất trứng cá hồi, muối hyaluronat, tinh dầu tự nhiên, tinh dầu PG60, hyaluronat, castor oil, cùng những thành phần như là thảo mộc tự nhiên. Nó có một hàm lượng DHA và axit béo omega 3 trong trứng cá hồi, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, đánh bay chân mụn, mụn cám, mụn đầu đen, phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời tia cực tím, hàm lượng protein giúp ngăn ngừa lão hóa da, dưỡng ẩm, chống nhăn, làm trắng hiệu quả cho da. Mỗi một lần sử dụng thì chúng ta sẽ lấy cái mặt nạ ra, chúng ta sẽ lấy những cái tinh chất bên trong mặt nạ mát xa lên mặt trước khoảng 5 phút, sau đó thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ lên và thư giãn trong vòng 15 đến 25 phút, sau đó chúng ta sẽ rửa lại với nước sạch. Đây phía sau nó có chú thích bằng tiếng Việt rất là rõ ràng, cho nên là mọi người có thể dựa vào đây mà sử dụng nha. Bây giờ thì Yubi sẽ tháo nó ra và đắp lên trên da của mình. Yubi sẽ đắp mặt nạ lên da của mình trước, sau đó Yubi mới dùng những cái tinh chất còn lại bên trong đó mặt nạ để massage cho da sau. Trong miếng mặt nạ nó có một cái miếng giấy như thế này để làm cho miếng mặt nạ của chúng ta được thẳng thốn, và khi chúng ta đắp lên thì cũng không có mất nhiều thời gian để canh mặt nạ. Mặt nạ rất là thơm luôn á mọi người. Ôm khít vào trong da của Yubi như thế này, rất là vừa vặn với khuôn mặt. Mặt nạ siêu mỏng luôn á, cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Yubi rất là thích cái mùi này, nó không có làm cho Yubi cảm thấy khó chịu, nó không có nồng gắt mùi cồn. Những cái tinh chất còn lại Yubi sẽ thoa xuống vùng cổ và massage. Xong rồi, Yubi đã đắp mặt nạ lên da của mình. Và bây giờ thì Yubi sẽ thư giãn trong vòng 25 phút. Mọi người có thể thư giãn từ 15 phút đến 25 phút tùy thích nhé. Đã qua 25 phút rồi, giờ thì Yubi sẽ tháo mặt nạ ra. Bên trong gói mặt nạ vẫn còn tinh chất. Chúng ta sẽ massage đều và nhẹ nhàng như thế này trong vòng khoảng 5 phút cho tinh chất được thấm sâu vào trong da. Thật sự là cái tinh chất này nó rất là mềm và cái mùi thơm của nó thật sự rất là dễ chịu. Xoa lên cả vùng cổ luôn. Khi đã massage cho tinh chất thấm vào da được 5 phút rồi thì Yubi sẽ rửa lại với nước. Sau khi đã rửa mặt sạch với nước rồi thì giờ da của Yubi đang rất là ẩm mướt và căng bóng. Và bây giờ thì Yubi cảm thấy da của mình rất là mềm mịn luôn. Da của Yubi đã được cấp ẩm và cảm thấy da của mình nó rất là mềm và rất là mịn, rất là mát.
Và bây giờ thì Yubi cũng cảm thấy lỗ chân lông của mình nó cũng được thông thoáng hơn và nó sạch hơn, cũng như là khi mà được cấp ẩm tốt thì tình trạng mụn của chúng ta sẽ được cải thiện rất là hiệu quả. Bây giờ thì Yubi sẽ thực hiện tiếp các bước dưỡng da buổi tối của mình và đi ngủ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.